God's will is like this. Whatever you do it in His name. Whatever you do it because you have to do it. And the outcome depends. And then you surrender the outcome. Yeah? You surrender even the action to God's will because you can't help it. You have to do it. Like you have to go to work and money. You have to breathe to live. Yeah, okay, fine. But the free will is that you can also reject it. But then the consequence will be the same. There's a joke like an American goes to Russia and they cannot say anything against the government of Russia at that time, you know, it's still under the communists. And the American complains and says, "What? In America, we are free. We can criticize the American government anytime we want." So the Russian also said, "Yes, here we also are free to criticize the American government anytime we want." And there's another bad joke. It's about say it's about communism and capitalism. You know, the free world. The free world people criticize the communists like, "Oh, you don't have freedom. You can't say anything you want, and the government just never listen to you, huh? But in our free world, we can say anything we want." And the communist people say, "Yes, in our country, you cannot say anything you want. The government doesn't listen. In your country, you can say anything you want, but the government also doesn't listen." Yeah. It's the same, almost. You know, the thing is, people say, "How do I surrender to God's will? Or should I use my free will?" Because God says we have free will. Free will is to know what's right and what's wrong. To choose it, you know? To choose freedom is like this. Choose God's way, okay? It's better for you. But if you want to choose the other way, that will be trouble. And then in the end, you will have to return to this way anyhow. It's just longer, more trouble. So you might as well just choose God's will in the beginning. God doesn't stop you if you choose the opposite direction. It's just that it takes you longer, makes you suffer. At the end, you will have to surrender, go back, and it's far. Yeah? That's it. So there's no free will, believe me. Believe me. No free will. There is a free will, of course. Before you come here, you choose. Huh? You say, "Okay, I'm going to serve God. I'm going to experiment the opposite of God so that I might know God." Just like I want to have the night so that I recognize the daytime. Things like that. But then at the end, you recognize the daytime anyhow. You go back to the daytime. You choose the darkness so that you know the light. Yeah? So that's the free will. The free will to exercise what you want to exercise in order to go back to the light the way you want it. So might as well go now. If you have a lot of time and you have a lot of energy and you want to hang around and mess about, then choose the opposite direction. God doesn't say anything. But I don't think there's a free will. Because in the end, we will have to return to where we were. Anyhow, so what kind of free will is that? Just like the leash of the dog, only longer or shorter. Right? Longer or shorter. Yeah, next one. Before I go to sleep, I do my 10 to 30 minutes meditation sitting up, then I lie down and go to sleep. In my sleep, I can see myself sleeping. Yes. And beings come into my bed and actually push down on my body. Who pushes? I don't know. Beings. Beings. Pushing your body and then? I can see this happening. Yeah. And then I can see myself trying to wake up. Mm-hmm. And then what I did was repeat the five names, and then it went away, but sometimes it keeps coming back. And even females come in and things like this. Always happening? Repeating the same thing? It stopped about 2 months ago, but it keeps coming back, and I was wondering if there is a reason for this. And this not only happened after initiation, this used to happen when I was young as well. Mm-hmm. Where I could see myself. Yeah, go out of the body. Yeah. Mm-hmm. And sometimes even someone crawling up the stairs grabbed me by the throat and I'd wake up with my hands around my own throat. But they don't do anything to you, just wake you up, touch you? Did they try to harm you? Yeah. They did? Well, it was
as if I could feel everything and see everything. Maybe nightmare? Could be. Because you're still alive. Yes, this is true. Your body is still there, I can see it. Yep. It says Sydney on it. Don't worry about it. Okay. You believe in God. God is more powerful than any being. And should that being be good, then it's fine. If he's bad, he cannot be more powerful than God. Okay? Don't worry about it. You are God. Hmm? Thank you. Next one. Sorry, just accents are sometimes difficult for me and you speak too softly. Next one. No, huh? Then we move in. Last one. Then we move in there, you know, meditate together and then... because it's getting dark here and we don't have any light, okay? And we can't work. Master, last retreat, the England retreat, you asked for me to see you after meditation. Because I wasn't improving in meditation. Yeah, and you forgot. We missed each other because I was with the working team. And now you are here. Yeah. It's good enough. You sit right here, that should be enough. You improved? No. Really? I can't help you. All this time and you still didn't work on it. That means you don't concentrate enough. You are not sincere enough. Huh? During all this time, even if you couldn't see me, if you long enough, you should have improved. But I think you improved. You just want something more. Okay, thank you. It's all right. I let you off. Okay, let's move. I mean, you can go quickly to wash yourself, you know. Spare that. Don't worry about it. Don't worry about it. You can refresh yourself a little, huh? And go to bathroom or whatever and grab some food. Then go to group meditation. If you came a little bit late, it's all right, you know, because you are late. But don't be too late, huh? Don't be later than 6:30. Because people will start to meditate at 7, right? It's 6 already. But they're listening to tape or something right now. So it's probably okay. And I will join later, all right? Okay. Sure. Yeah. You're welcome. Of course, there are more questions in your head. They're all garbage. Even if you never ask me any question at all, you'll be all right if you just meditate. Right? Yes. In the old times, when the Buddhas or Jesus were alive, it was very difficult to get the teaching. See, Jesus had only that book, the New Testament. Yeah. And he has a lot of followers. And sometimes it benefited their lives because they have faith. And his disciples were also changing the world. So there's no need to talk much. Besides, they talk enough. But it's nice to see each other and then exchange conversation. That makes you feel more close, yeah? More confident with each other and more close to each other. And then probably like this, your faith will grow better and you trust me more. Huh? Trust yourself, your choice more. That's all there is. Otherwise, anytime you have a question, a problem, you write it down and then the answer will come. Everybody has this experience, don't you? Yeah. Yeah, right. How many raise your hand? You never write. Oh, you did? Good. Yeah. See, continue. I told you the master is in you. After the initiation, the master is always there. Even when you sleep, you're unconscious, the master is always awake. Anytime you have problem, question, you can write it down. Because when you write it down, it's clearer for yourself. And the master in you answers you, you feel better. Because when you write it down, you know what you want. You can't just write anything. When you talk nonsense. Maybe when you write it down, you have to think. You phrase your question, huh? And it becomes clearer to you. And once the question is clear, the answer will be clear. That's the logic, okay? So I'll see you soon after this. This place is only for the daytime, it's cool. I utilize the time of your resting, you know, to see people. It's more or less individual groups like this, it's closer. So you can see me better and ask more individual questions. But nighttime, we better be inside, huh? In case it might rain or we don't have electricity, can't take pictures or anything. Anyhow, huh? I mean, photo or video. I'll see you. Thank you.
You understand everything I say, right? Yes. Yeah, you understand even before you came. You just want to make trouble. Hmm. Được không? Hồng Kông, các bạn ở Hồng Kông là người ở đâu? Tôi bây giờ nếu muốn đi Hồng Kông, có cần chứng minh không? Quốc tịch Anh, không? Không. Vẫn như trước đây à? Vâng. À, thật tuyệt vời. I thought I didn't have my house in Hong Kong anymore, but I still do, huh? Maybe if they behave themselves, I'll come. Hmm? Sometime. Okay, see you. Okay, lah, huh? Yeah, you can see. See you later inside, huh? Go eat, refresh yourself. Ah, you are skinny. You lost weight. How's your husband? You look good. So white and I don't know what's wrong with you. Something going on. Yeah. 大家好吗? Okay. Happy to see you, all of you. 高兴见到你们。你好。 猴了。吃货猴粮。 欺负猴粮。 欺负你猴粮 I'm trying to speak Cantonese and that's why they laugh because it sounds like Greek. 猴粮 huh? 猴粮 huh? Okay, that's it. Oh. See, I have to be careful where I'm going. Sorry. I'm just walking around. Okay. Don't worry. Thank you. Okay, bye la. That's all you see so far? Oh, maybe it's better if it's too near and they cannot walk or what? Is that for walking? Huh? Oh, maybe that's why. Also, the roof is there in case it rains. Doesn't drop on your head. Huh? Okay. I don't think I can walk all this way. I don't need to, huh? You've seen me today. 你们今天有看过我了吗? Huh? 有一些还没看过, huh? 台湾人还没看, huh? 明天, 明天. (笑) 我现在也可以看, 不过这样子, 他们要上去坐这里啊, 然后你们看不到我, 这样可以吗? If people sit here, talk to me, and you cannot see me, is that all right? Because that will obstruct your view. No problem? All right. 师兄在吗? 来了没有? The next group is who?
Okay, the next group can come here. Then I might try to do my job quickly. And you don't mind sitting there? Come here. Come up. Để mấy người Âu Lạc qua ngồi trước. Mấy người mà ở Mỹ thì đang ngồi sau, hiểu chưa? Không có dành đâu. Mấy người mà lâu rồi chưa có gặp ngồi trước, hả? Người nào mà chưa gặp ngồi trước, người nào gặp lâu rồi thì khỏi ngồi, đứng cũng được nữa. You never see me before? Hả? You two? And three and four? Để mấy người Âu Lạc mới qua ta ngồi trước, hiểu chưa? À, còn mấy người mà Âu Lạc Mỹ đó ngồi sau hay là ngồi phía sau này nữa, hả? Ngồi gần là được rồi. Yeah, nhớ không? Ngồi bên đây cũng được, sao đâu. Rồi, nhiều lắm nha không? Chứ cái thải khởi gì mà? Khởi mà tôi lệnh chua mà. Đại khai khởi gì hả? Sít, sít, sít. Mấy người mà Âu Lạc mà ở Mỹ qua gì đó, thấy sư phụ là ngồi sau nè. Để cho mấy người Âu Lạc ở bên kia qua, ta ngồi trước. Nói hoài không được. Ngồi sau, mấy người ở Mỹ qua ngồi sau. Còn không đi xuống kia. Cái bữa nay, today I just want to see the Vietnamese from Vietnam, not you. You've seen me many times already. Đây được rồi hả? Ok hả? Yeah, can also sit there. Fine. Đừng có đụng mấy cái đèn nó nóng lắm nhau. Hay ngồi bên kia cũng được, không sao đâu. Ok, xong rồi. Ngồi xuống, không được đứng nha. Đứng phạt 500 á. Xong rồi trời, ở đông dữ vậy sao? Ngồi đại xuống đó đi. Còn nếu không đủ, ngồi bên kia nè. Rồi ha, xong rồi ha. Ok hả? Ngồi bên này nè. Không phải ngồi ở dưới mà bên này á. Hai bên á, ok. Không biết nói tiếng Việt mà tôi nói tiếng Tàu nha. Xong rồi ha. Trời ơi, còn nữa. Còn một mình chiếu gối từ từ đi lên nè. Sao, đồng chí mình rồi? Ừ? Các đồng chí mình rồi? À, không nói mấy người kia nha không? Mấy người bên Mỹ tôi không phải đồng chí với mấy người nha không? Hả? Cái này kìa, cái là Việt Kiều hải ngoại nha không? Tôi chỉ nói chuyện với Việt Kiều yêu nước mà thôi. Sao? Nước non kỳ này khá không? Còn yêu được không? Đồng chí của mình giỏi hết hả? Đi qua đây dễ không? Dễ không? Dễ hả? À, vậy mới được chứ. Bên kia cũng khó ha. Ây da, kiếm nước khó quá ha. Ừ. Sao có muốn hỏi gì không? Chuẩn bị microphone cho họ hả? Muốn hỏi hỏi lẹ lẹ ngắn ngắn không? Còn mấy chị hai thì sao? Muốn hỏi gì không? Khỏi cần hả? Trời ơi, khai ngộ dữ vậy đó hả? Chua chà. Ngộ nghe ngộ cũng mừng hết chứ. Ngộ thích mấy người khai ngộ lắm. Nhà nào hỏi lộn xộn bực mình. Sao đi qua mấy đồng chí không có nói gì hết hả? Không hỏi gì hết. Có hỏi nói đi đâu rồi không? Qua thăm chị hai hả? Lần đầu tiên hả? Bao nhiêu người lần đầu tiên giơ tay coi coi. Vậy đó hả? Sao quý vị đi bằng xe bò hay là đi gì vậy? Hả? Máy bay hả? Trời ơi, giàu dữ vậy đó. Cấp này mấy đồng chí tiến bộ quá sao? Trở thành tiểu tư bản hết trơn nha. Hả? Có tiền mấy máy bay bao nhiêu tiền? 500 đô la. 600 đô một vé. Qua có 2 tiếng mà 600 đô. Khứ hồi thì cũng vậy. Ăn gì mà cắt tay cắt mũi vậy. Cái này không phải cắt cổ đâu mà cắt mũi cắt tay. Chú cha, mắc dữ vậy, tôi đi mở hãng hàng không tôi kiếm tiền cho rồi đi. Cái gì mà mắc dữ vậy, trời đất ơi. Đi từ bên Mỹ qua đây có 500 à? Phải không? 500 mấy à? Hỏi coi. Đâu có nơi láo đâu. Ờ à, mà đi từ Việt Nam qua đây có 2 tiếng qua biên giới nữa. Vượt biên được còn rẻ hơn á. Có 2 cây vàng à. Đi máy bay đi chính thống mắc quá trời hả? Chú gì dữ vậy, tội nghiệp quá vậy hả? Cái này không phải cắt cổ đừng nó bậy.
Thật là nói rồi, cắt mũi. Cắt hết thở luôn. Cắt mũi, cắt tay á. Vậy mà cũng ráng đi cho được. Nhớ sư phụ lắm á. Biết rồi, nhưng mà không có tiền sao nhớ. Không có tiền nữa nhớ vậy. Không có cũng đi làm sao đi. Trốn ở trong cánh máy bay à. Cứ đi đại. Cứ đi làm sao được. Hả? Mấy cô chiêu đại viên của nói gì không? Không nói gì. Trốn trong thùng à, đóng thùng gửi qua à. Thôi được rồi, đi qua là xong. Sao mấy bữa nay nóng dữ hả? Nóng hơn Việt Nam phải không? Trời tội dữ, ai biểu ở bên đó mát mẹ không chịu. Hả? Chạy lộn xộn chi cho nó nực. Nhớ gì đâu, có gặp nào đâu nhớ. Gặp trong mơ hả? Người yêu trong mộng hả? Kỳ á, người nào mình quen biết lâu rồi nó tốt với mình mới nhớ chứ hả? Bà này mặt mũi lạ quắc. Sao mà nhớ ngộ vậy? Sao giờ qua bớt nhớ chưa? Mấy này nóng mồ hôi đổ ra hết trơn à. Không nói được nữa. Mừng lắm. Mừng lắm, hẹn chi biết rồi. Hẹn chi hồi chiều mấy người Tàu người ta nói tôi không hiểu gì hết trơn. Tại mừng quá nói không được vậy. Nói xí xô xí xà. Nó tậu nhau mà nói nhau mình nó cũng hiểu luôn, không hiểu luôn. Ừ, hỏi hiểu không? Nãy bà nói gì vậy? I don't know. Tậu với nhau mà nó không hiểu mình, sao mình hiểu được? Đấy, sư phụ nói thôi dẹp đi chú ba. Nói gì đâu không ai hiểu chứ. Không bắt viết ra. À, viết ra nghe vậy, đọc á, một người đọc dễ hiểu hơn. Chứ không ảnh ngồi xí xô xí xà hoài, tôi chắc cái đầu bự. Chiếc đầu á. Tàu ở nhiều người cái giọng họ nói khó nghe lắm, biết không? Ừ. Việt Nam dù cho cái giọng gì nói cũng nghe được như thường. Hả? À, giọng Huế, giọng Quảng Nam gì cả nói mình nghe. Mình nghe hồi nghe cũng ro. Tàu đổ ra đủ thứ giọng Quảng nó Quảng nhiều lắm á. Mình với Quảng Nam, Quảng Nghĩa rồi thôi. Họ nói Quảng Châu, Tiều Châu, Quảng Tông, Quảng Tây rồi gì. Ồ, Quảng Bị Quảng Bạ luôn tụi nó. Quảng Hồn, Quảng Gì. Mình nói nó nghe, mình nói mình nghe. À, đi mấy tiếng, 2 tiếng hả? Dạ. 2 tiếng rồi mà 500 gì dữ vậy? Hả? Gia chính thức hay gia chợ đen vậy? Hả? Gia chính thức hả? Cái này quý vị chắc có người ngoài giúp đỡ không? Ngoại quốc gửi tiền về hả? Hay sao? Công an giúp đỡ. Công an giúp đỡ hả? Trời ơi, nhà nước tốt vậy đó hả? Vậy thì thôi chứ đòi gì nữa. Đồng chí hết lòng rồi. Chắc chồng của chị là công an hả? Biết rồi, mấy người làm nghề móc túi mà. Móc túi của chồng á. À, cũng như mấy người kia nói. Bà Trinh Thanh Hải bà làm gì mà có tiền dữ vậy? Tiền đâu vậy? Tôi nói tôi lấy của nhà băng. Mỗi lần tôi cần vô nhà băng tôi lấy. Chứ không phải sao? Hả? Mình đi nhà băng lấy tiền chứ đi đâu? Hả? Nghe hả? Thì dĩ nhiên rồi, bà kia bà nói bậy. Tại chồng bà công an bà nói vậy chứ. Tại qua cái nước này nó dễ chút. Hả? Ai da. Còn nhà bà đi hết hả? Dạ. Cũng vậy hoài hả? Dạ, dạ thương. Ở lại. Có một người rồi. Còn mấy người kia đi hết hả? Nhà 4 người đi hết, 5 người rồi. Phải không? Chú trời. Giàu quá trời. Ăn tối ngày nó hùng tiền với giấy mấy, hùng tiền với mấy hãng máy bay không à? Có cổ phần á. Một năm nó chia tiền mấy lần. Mình chia cho nó. Một năm là đồng tu chia tiền cổ phần với, có cổ phần với mấy cái hãng máy bay ấy mà. Thật ra có nhiều người nó phê bình chị Hai á, nó trời bà ấy đi limousine rồi kìa. Chị Hai nó limousine ăn nhầm này, tôi đi máy bay không ấy chứ. Thấy không? Đi Rolls Royce rồi đi limousine ăn nhầm gì đâu. Mình đi máy bay mới ngon chứ không? Hãng nào cũng là của mình hết, mình muốn đi hãng nào mình đi hãng đó, thấy không? Thấy ngon phải ngon không?
mình cao mà, cao cảnh giới cao mà, bay không có chứ còn lăn trên đường ăn nhầm gì. Mày dám phê bình tôi đi limousine với đi Rolls Royce. Tụi nó mấy cái thứ đó đồ bỏ. You have some translation or not? Oh, good for you. Mấy người Tàu ngồi đó chảy nước miếng chơi nha. 我说你们中国人在那边流口水好玩. Nói một câu vậy mà khoái lắm. Mấy đồng chí kia dễ chịu hơn. Mấy đồng chí kia cũng thèm khác lắm. Có người tu 7-8 năm rồi mà đâu biết mặt chị hai đâu. Kỳ này mới qua được hết chứ. Ở đây mới qua được, mấy chỗ khác không được. Thành ra thôi, qua khóc cuộn đường cuộn xá thấy không? Khóc quá trời, khóc còn hơn mấy đồng chí Việt Nam nữa. Thấy không? Tại đàn anh mà, làm gì cũng phải làm hơn. Khóc cũng phải khóc hơn, la cũng la lớn lên. Chú hỏi cũng hỏi bậy hơn nữa. Thành ra chị hay la cũng la lớn hơn. La nhiều hơn. Còn la người Việt Nam la chút chút thôi, tại đàn em mà. La la nhiều uổng không. Ok. Chắc không hỏi gì đâu ha. Qua đây chọc lét chị hai chơi cho vui thôi. Gì? Trời ơi, từ đó dậy gửi qua đây mới gặp mấy bữa. Làm gì mà lãng mạn dữ vậy? Mới đi mấy bữa có nhớ. Có tiền không? Tôi chỉ biết tiền thôi chứ không biết tình gì đâu nha ông. Phải không? Có tình trong này đó hả? Còn tiền không có hả? Mày à. Rồi, người nào muốn lấy không? Tình mình đâu có xài được đâu. Thấy không? Người ta khổ vì tình chứ ai khổ vì tiền, phải không? Ui chú cha. Chà. Thâu lại, ối. Tự thâu lấy á hả? Tự thâu chơi á hả? Ai da, ngộ quá hả? Hát mặt sau. Xin hát mặt sau. Trời ơi, gì mà gửi từ bên đó gửi qua bên này dữ vậy? Cảm ơn ha. Chú xe mệt quá vậy nè. Vậy đó hả? Có viết ra thẳng rồi nè. Đỡ quá ha. I don't know how to sing this. Không biết hát cái này đâu. Hôm mai mốt về thì nghe chơi. Không có CD ha. Rồi quý vị tưởng tượng ra được rồi nha. Đây đâu có máy đâu. Cảm ơn ha. Nhiều chuyện. Chàng Phương Phụ biết không? Nhạc sĩ á. Con hát tặng cho sư phụ con của Phượng Vũ. Chắc con với vợ hát chung mà. Bà vợ đứng sau hát bè nữa. Ở đây có ca sĩ nào lừng danh không? Hát giọng gà cồ đó. Có không? Có nhạc sĩ, ca sĩ nào qua đây không? Không hả? Sao nghe nói mấy người nghệ sĩ bên đó ái mộ chị hai lắm mà. Ở bên đó làm 500 giờ mấy tháng mới làm được vậy bác? Hả? Bác có bộ giàu quá, chắc 2 giờ là làm xong hả bác? Tiền đâu đi vậy? Hả? Trời mắc quá ha. Trời nghe nói cũng hết hồn luôn. Chú cha, chàng đét ơi. Gì đâu mà mắc quá vậy? Việt Nam hả? Có người nào bị che không? Thấy hết không? Thấy được không? Dạ thấy. Ôi dồi. Người nào mà bị che đó thì lên ngồi cái chỗ vòng vòng đây chút đây nè. Ở bên đây thôi. Chỉ có được 4 người thôi.
bốn người thôi thôi, mấy người ngồi được thì đừng có lên, mấy người mà không bị che đừng có lên. Mấy người này nè, ngồi tuốt ở đây lẹ, bốn người thôi, người nào bị che thôi, chứ tại vì nếu ngồi nhiều nó che cái cái gì đó, cái máy của nó. Rồi đủ rồi. Ở bên kia đi, ở bên kia. Rồi ok hả? Yeah. Rồi chứ ngồi vậy thì che thêm mấy người kia cũng vậy à, Chúa ơi. Hả? Không sao đâu, sợ không cắn hả? Ây à, sao bao nhiêu cũng đủ vậy cả? Hả? Rồi, bao nhiêu cũng không đủ hết. Rồi mấy người kia không thấy thì đứng dậy đi. Mấy người nào không thấy đó thì đứng dậy. Nói tiếng Việt không nghe hả? Mấy người nào mà không thấy thì chị hai thì đứng dậy đi. Để dòm chị ba. Ờ mấy người này đâu có sao đâu, mấy người này dòm hoài rồi mà. Ờ à, thôi khỏi. Dòm hoài thôi khỏi. Ừ. Tưởng đâu mấy người ở Việt Nam mới qua hả? Ok. Sao quý vị có cần gì không? Hỏi gì không? Không hả? Cô này đâu phải mới đâu. Lâu lắc rồi. À. Ok. Sao ở Việt Nam giờ làm ăn vui vẻ không? Được không? Ừ? Được là quý vị được chứ chắc cũng không nhiều đó ha. Phải làm được thì được hả? Tức là tự do rồi hả? Ờ, đỡ hơn mà. Tôi biểu mấy đồng chí rồi, phải khai phóng chút. Mấy đồng chí nó ok. Chị hai dặn rồi, nói ở trên em sai xuống đây giỡn chơi một hồi thôi chứ giỡn lâu quá vậy. Hả? Bộ giỡn sao? À, thì cái trong cái hí trường của thế giới thì cũng phải có hỷ nộ ái lạc vậy mà. Lúc chỗ này vui chỗ này buồn thì chơi. Thì tôi nói chơi chút được rồi, chơi gì chứ mấy chục năm dữ vậy cha. Nó bổn củ soạn lại hoài chán chết. À, đổi tuồng đi chứ. À. Nhưng mà có nhiều người ta đổi cũng lâu á. Tại vì người nào mà diễn hề hoài đó, ta nó biểu người ta đổi thành vai thương khó khóc lắm á. Thấy không? Còn mấy người mà đóng vai thương mà khóc khóc hoài đó, biểu nó diễn hề cũng khó diễn đó. Thành ra có gì cũng từ từ, cũng không ai đổi lớp á, đổi đào đổi kép mới được, thấy không? Chắc từ từ cũng phải đổi chứ ha. Diễn hoài cái tuồng chán chết ha. Tối ngày khóc lóc hoài chán chết không? Mình đi coi cải lương mà cái tuần nào mà cứ khóc cả từ đầu tới cuối mình cũng chán nữa, đứng dậy đòi vé chạy về phải không, trả tiền lại không. Thành ra thường tuần cải lương nào cũng phải có đào, có kép, đào mùi, đào độc ha, à, kép độc, kép đẹp, kép xấu, rồi có hề này kia nọ ha, à, có ngu, có vai nịnh, vai tốt, vai xấu này kia lung tung phải không. Đặng mình nó đổi không khí rồi chứ mẹ nó có hợp lại nó mới vui. Chứ một cái tuần cải lương mà cứ đưa ra toàn kép độc không à, ai chịu nổi. Phải không? Hoặc là đưa hề không người ta cũng mệt lắm. Phải không? Không có này cái kia ha. Tại nó tên nào mà diễn tuần nào mà một diễn hoài á, người ta cũng chán. Thành chị hai biểu đổi tuần đi, biểu hoài. Biểu hoài mình chưa chịu đổi. Mà chị hai đã nói rồi. Chị hai là cộng sản số 1 mà. À. Chứ không phải sao? Hả? À? Chị hai có tiền rồi đưa cho chia cho mọi người dùng, phải không? Đó là cộng sản rồi. Còn nhà tôi thì ai tới ở cũng được, thấy không? Đâu ai nói gì ai đâu. Đâu có ai hỏi chị tại sao tới đây đâu, phải không? Tới thấy mặt biết liền hỏi gì nữa. Anh chị hai là cộng sản số 1 mà. Chị hai đã nói với Bác Hồ rồi. Chị hai nói tôi là Bác Hải đây. Nói mình biết nhau được rồi, đừng có chơi lén đằng sau lưng. Bác Hải lớn hơn Bác Hồ, tại sao nó không nghe. Thì Hải lớn hơn Hồ chứ Hồ có chút xíu à. Hồ nào cũng phải chạy về Hải hết á, phải không? Không có Hải là hồ cạn ráo ở trường.
Trai nói rồi, nói hoài mà cũng chưa chịu cãi á. Còn nói để từ từ nữa chứ. Không, nếu quý vị mà cải biến á, thì tự nhiên cái gì nó cũng cải biến à. Thấy không? Hoàn cảnh cải biến, chính phủ cũng cải biến, cái gì cũng cải biến hết. Tại cái bầu không khí của đất nước nó cải biến, thì tự nhiên cái gì nó cũng phải cải biến à. Thấy không? Thí dụ mặt trời lên rồi, làm sao mà đêm tối còn lưu lại được? Ừ? Khi mùa hè đã đến rồi, làm sao mùa đông mà xía vô được? Thấy không? À, rồi mình nhà mình dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp thì làm sao mà có con kiến, con trùng gì nó vô được nữa? Thấy không? À, mình chăm sóc sạch sẽ rồi, những cái chỗ nào trống mình nhét lại đó rồi, mình quét dọn mình sạch sẽ, không có bừa bãi rác rến, thì làm sao mà những con súc vật nó vô? Thấy không? Mấy con vật, con chuột nó tới kiếm mấy chỗ rác rến vô giấy chứ, dán rồi kia không? Nếu mà sạch sẽ đâu có đâu hả? Ví dụ vậy đó đi hả? Thành ra điều quan trọng là mình tu thân mới được hả? Tự tu lấy mình. Nếu mình không cải được ai thì mình cải biến tới chính mình. Cải biến chính mình xong rồi mình cải, nếu ảnh hưởng tới những người khác, tự nhiên nó ảnh hưởng à. À, xong rồi những người khác đó ảnh hưởng những người khác nữa, những người khác nữa đó ảnh hưởng tới những người khác nữa đó. À, tự nhiên nó phải biến đổi à. Chứ khỏi gần cầu nguyện hay là khỏi gần nguyền rủa cái chính phủ nào hoặc là chế độ nào xấu hoặc là phải đi, không cần phải không? Ví dụ như cái cây này nó ngắn, bây giờ mình không cần phải cắt đi á, mình để cái cây dài hơn là thấy nó ngắn, phải không? Khỏi cần. Xong đời sống của chúng mình tự nhiên làm tốt lên á, thì tự nhiên những cái xấu nó phải rời đi, tại vì nó không ở chung nhau được, phải không? Ok, xong rồi ha. Ừ, dòm đã chút cho đỡ 500 bạc. Đáng đồng tiền bát gạo không? Đi đồng đi dữ gì? Đâu phải đào kép gì đâu đây, qua coi. Phải đi tuần cải lương, chứ bỏ tiền đi cũng đã, đâu có gì đâu. Qua đây ngồi ở nhà còn có nhà, còn chê dột rồi qua đây nằm mấy cái tên, mấy cái lều đó còn đã nữa. May mà không mưa đó, mưa là thôi ướt như chuột lột hết. Ở đây mà mưa là nước nó dâng lên cao nữa, nhiều khi ngồi đây nó cũng lên á. Mà nhớ Campos không? Có người đi Campos chưa? Rồi mình ngồi dưới sông dưới biển mình chơi vậy không? Nhớ hả? Ở đây thì cũng cỡ đó. Tại đất ở đây nó thấp á. Thấp. Trời ơi, đi từ Mỹ qua đây cũng 500, đi từ Việt Nam qua đây cũng 500. Chù chà, ăn gì đâu mà cắt mũi cắt tay. Mắc quá ha. Rồi đi từ Việt Nam qua Mỹ nhiêu vậy? Cũng 500. Hả? 500 mấy thôi. Mà sao đi qua bên đây cũng 500 mấy thì giá nào cũng bằng nhau hả? 650. Từ đó qua đây 656 đồng. Khứ hồi. Tiền dịch vụ lo luôn đó hả? Chứ không phải tiền máy bay hả? Ờ, ăn hoa hồng luôn mà ăn hoa hồng gì dữ vậy? Cái này không phải hoa hồng, cái này hoa vàng á cưng ơi. Hả? Cái này hoa vàng chứ không phải hoa hồng đâu. Hoa hồng gì mà mắc dữ vậy? Hả không? Hoa hồng có một đồng cái à. Cái này là hoa vàng á, hoàng thứ thiệt. Ít nhất cũng là hoa bạc phải không? Chứ không phải hoa hồng không? Chù chà, mắc quá hả? Làm mấy tháng mới được vậy? Tội nghiệp quá hả? Mà qua được cũng đỡ hơn không ha. Nhiều khi có người nói bao nhiêu cũng được, miễn tôi đã đi được là thôi. Mà sao tin tưởng cho đi vậy? Không cần bảo chứng gì hết hả? Bây giờ tự do hả? Đi được là đi hả? Hả? Người nào đi được thì đi. Nè, 80 thôi còn tu được hay vậy bác? Ok, I'm happy for you. Hả? Mừng giùm cho quý vị. Bên đó chắc bây giờ biết nói tiếng Tàu, tiếng Anh hết gì, coi tape chị hai rồi biết nói hết gì hả? Hả? Biết ok rồi này kia đó hả? No problem hả? Number one, number two, number ten hả? Where are you now, my only one? Won't someone tell me if you ever return?
Rồi vậy là đi qua được cũng mừng ấy hả? 600 mấy hả? Chù chờ mặt quá trời hả? Ở bên đó làm tháng có mấy chục không? Thưa sư phụ, thế mà cũng nhiều người cũng mong hàng muốn tương sang. Sư phụ lắm. Và không đi được. Không đi được tại không có tiền hay sao? Dạ không. Không có tiền hả? Đúng không? Không phải. Không phải tại vì không có tiền. Vâng. Mà tại sao? Có tiền mà không đi được. Có tiền mà cũng không đi được. Em có tiền. Mà không đi được. Tại sao vậy? Không biết đường lo hả? Dạ. À, thì người nào biết thì chỉ cho người kia. Nó chỉ cho cái đồng chí nào nó trúng mối hết cả đám. Đồng chí Hải nào đó. Trời, tội nghiệp, có tiền mà đi cũng được ha. Đó không được ha. Ai da, tại không biết chỗ chứ gì ha. À, kỳ sau người nào biết thì chỉ cho người kia hả? Nhưng mà nhiều khi không có kịp đâu hả? Chứ đâu biết ai muốn đi đâu. Nhiều khi đâu dám nói đâu, phải không? Chù, khổ quá, thôi tại cái số vậy đi ha. Thôi quý vị đang tu nhiều cho chừng nào phước báo đầy đủ, nhiều khi chị ai bay qua đó một mình cho nó sướng. Tôi đâu có nói chắc đâu. Ta nói ví dụ thôi. Chưa tu hành thì được bao nhiêu, đâu có cải biến gì được bao nhiêu đâu. À, tu nhiều mới được, không? Nhiều người đó, nhiều người. Thêm nhiều mà được. Bây giờ bên đó cũng nhiều lắm rồi ha. Nhưng mà tại chưa có đủ phần trăm á. Chưa đủ phần trăm. Khổ ha. Thí dụ một ly nước đầy như vậy ha. Mà mình đổ cho 3-4 giọt sữa cũng đâu có thấy nó đục gì đâu. Đâu thấy mùi sữa đâu, ngửi cũng không thấy mùi sữa không? Nhiều lên á. Mà thấy mùi sữa, ít nhất cũng có thấy mùi sữa, thấy không? Nó bỏ vô 1-2 giọt nhầm gì đâu. Quậy lên nó thấy giống y hồi nãy, thấy không? Mình phải để ít nhất là kỳ 1/5 của ly nước, phải không? Thí dụ vậy đó, nó quậy lên nó uống nó mới có mùi sữa, nó mới ngọt. Bỏ 2-3 giọt nhầm gì? Việt Nam 70 triệu mà, Việt Nam 70 triệu ha. Thì bao nhiêu người đâu? Tức là không phải bao nhiêu người qua đây nhưng mà bao nhiêu người bên đó. Bao nhiêu ngàn thì cũng vậy, cũng chưa có thấm gì. Bao chục ngàn thì cũng chưa thấm gì, không? Thôi kệ, phần anh ấy lo chứ mình lo được còn đỡ hơn chứ hả? Chứ còn hơn là không biết hả? À, bên đó vậy là cũng hay lắm rồi hả? Chị hai về không được mà mấy chị ba qua đây là hay lắm hả? Còn mấy anh bốn nữa, thấy không? 3-4 gì qua hết trơn à. Ok, được, cũng vui chứ hả? Ok, đi qua tới chừng nào mới về vậy? Về chung một lượt hả? 26 hả? 26 là về hết đó hả? Không có người nào ở lại 27 nữa hả? Đâu, ai đâu? 27, 28 hả? 28 nữa hả? Ồ, được ở lâu vậy sao? Đi là mình cứ đi tự do chứ không cần để đi chung với đoàn thể nào, không có ai chăm sóc mình hết, không cần hả? Có, đi chung với đoàn. Nhưng mà không có cái ông nào hướng đạo rồi gì đó, không có? Có hả? Rồi ông đâu rồi? Ông ở đó ông đợi mình hả? Không biết mình đi đâu hả? Dạ, không biết mình đi đâu. Ông không biết à? Dạ. Trời đất ơi. Ông nào mà gan cùng mình vậy? Dám thả mấy người đi lang thang vậy? Trời, sao mà tin quý vị đi rủ ông về làm sao? Hả? Giữ passport hết chứ. Ờ, giữ passport. Nhưng mà nhiều khi người ta qua đây người ta đâu cần passport nữa. Thấy không? Thí dụ hả? Muốn chạy cũng được, nhưng mà mình đâu muốn chạy làm chi hả? Muốn chi hả? Giữ passport không về không được hả? Rồi bên đó có giữ gì nữa không? Không. Không hả? Ok. Như vậy cũng khá lắm rồi ha. Bây giờ đi được cũng khá, hồi đó đâu được đâu. Càng ngày càng tiến bộ. Quý vị đi một lần mấy trăm người rồi về cũng mấy trăm người đó, người ta càng tin tưởng á. Mấy mốt muốn đi đâu, nó dễ hơn cho mấy người khác. Cháu thấy lạ không? Giống không? Giống trong hình không? Đẹp hơn hả? Chỗ nào đâu? Đẹp hơn trong hình hả? Sao kỳ vậy? Nhiều người dòm trong hình không biết tôi. Cho hỏi, chạy lại hỏi sư phụ. Ủa, cái bà Thanh Hải ở đứng đâu hả? Ok, chị hai nó, tôi nè. Thế không nhận đầu bà kia đẹp, cái hình đẹp quá trời chị. Còn có nhiều người chụp hình đẹp quá đó. Nhiều người chụp hình đẹp quá thì vậy đó.
Còn có nhiều cái máy mà cái máy ẩu đó, máy bậy bạ con nít chơi bấm automatic á, cái chụp hình xấu quá trời, chạy lại cũng đứng gần gần chị Hai nữa, cũng nói bà Thanh Hải ở đâu vậy cả. Chị Hai cũng nói túi nè. Chị nói đâu có bà kia xấu hình. Chị đẹp quá trời. Chị đừng giỡn chị. Chị nói chụp hình nhiều cái nó mệt quá hả. Còn quý vị ở nhà có máy rồi coi tivi rồi hả? Có video rồi coi hả? Thì hôm qua mới biết chị Hai chứ không thôi đi lang thang đâu biết bà đâu không. Thấy hôm qua cái nhìn biết liền phải không? Dạ. Thí dụ đi ngoài đường vòng vòng đây một mình có biết không? Dạ. Biết hả? Bận quần áo lang thang cũng biết hả? À. Sao ngộ vậy? Hả? Con được. Con mắt trí huệ dòm thấy liền hả? Sao kỳ hả? Dòm cũng biết hả? Dạ. Cắt tóc ngắn tóc dài cũng biết chân hả? Cạo tóc cái chân cũng biết hả? Hả? Bận áo thùng thình cũng biết, bận áo eo cũng biết. Sao cứ đi ngang qua ngang lại rồi đeo mấy hình rồi vậy, mấy ông không nói gì sao? Có đeo gì không? Giấu hả? Để nhà đeo làm chi? Không, cái đó được hả? À. Nhưng mà mấy này không hỏi gì hết hả? Ở đây mới làm, qua đây mới làm được. Bên đó không có làm được. Wow, vậy làm sao đi cộng tu? Biết mặt nhau hả? Đi vô đó lăn tay hả? Biết hả? À, biết mặt nhau mới được phải không? Ờ, à, vậy cũng hay đó. Tội nghiệp không? Ai bị tu làm chi cho nó khổ? Người ta nói tu là cội phúc tình là dây quan, mấy mình tu khổ quá trời. Khổ mà có sướng bên trong ha. Cái sung sướng của chúng mình không ai biết được ha. Mình chia cũng không được nữa. Lâu lâu cũng có chia chút chút. Nhưng mà chia trong vô hình thôi. Người ta biết. Ở bên đó cũng nhiều đồng chí theo lắm mà. Đấy, Bác Hồ đi rồi theo Bác Hải ha. À, chà. Thì nói mấy người công an gì mà ở airport á, ở phi trường á, có nhiều khi đồng tu ở Mỹ về đem video của chị Hai á, với lại hình ảnh cái tịch thu lấy đem về nhà con cái mở ra coi ăn chay hết trơn. Gậy ông đập lưng ông. Rồi còn có mấy ông công an lấy ra đem về chẳng biết làm gì bỏ đó, thấy cái đồng tu thấy lại muốn mua đem sang ra bán đó. Có tiền. Rồi còn mấy người ở ngoài không biết cũng mua luôn, cũng thành đồng tu luôn. Thế nên ông bán giùm mình. Nó được này mất kia à hả? Dù như là làm hộ pháp ngầm mà không biết có cho tiền hả, làm việc cho mình. Ông không có thắng mình được ha. Làm lộ cùng hồi cũng làm cho Bác Hải à. Hôm giờ mới làm vua luôn cho là. Vua trên thế giới mắc gì phải chạy về Việt Nam. Phải không? Đâu làm vua cũng được, cần gì phải về Việt Nam. Làm vua cực thêm mò, ai thèm làm. Phải không? Phải đội mũ đồ nặng. Hay à, làm gì cũng được mà hả? Mình ăn vui tự tại là được rồi. Làm vua làm chi hả? Vua làm chi vậy mà không ai thèm làm vua. Người nào muốn làm vua giơ tay coi. Ngu mà muốn làm vua hả? Mấy ông vua thì xuống địa ngục ở chân à? À, tại vì làm vua có nhiều khi phải quyết định những cái điều không tốt quá, rồi nghiệp chướng đầy chân. Thường thường đâu có kịp. Việt Nam làm Phật sống, tôi ở đây làm Phật được rồi, cần gì qua bên đó. À, bây giờ người nào là ông Hề bên đó vậy? Hồi xưa có Văn Hường gì đó mà hả? Giờ đi rồi hả? Ví dụ mày coi Hề tốt hơn. Bỏ tiền gì mắc dữ vậy, đi coi cải lương có mấy chục bạc. À, bây giờ nói đồng chí sao mấy đồng chí không hiểu nổi đâu hả? Bác Hồ có sống vậy cũng không hiểu được đâu. Đâu ai biết chuyện của mình đâu ha. Ừ. Chồng con biểu đi chưa chắc đi hả? À. Mà chị Hai không biểu mà cũng đi.
Chị hai đâu có biểu đâu, mà không đâu quen biết gì ai đâu, phải không? Mà tự nhiên qua cái làm như người nhà á, phải không? Làm như mình quen nhau lâu rồi ha. Thí dụ như quý vị thường thường coi hình của chị hai là coi video rồi đó, thì có thể nói là quen mặt chị hai, thấy nó thân mật á, nó quen thân á. Mà chị hai đâu có dòm tivi của quý vị lần nào, coi video của mấy bà đâu, mà qua thấy cũng giống y như là gặp nhau lâu lắm á, giống như anh em bà con trong nhà vậy á. Nó có vẻ mình có vẻ thân thiện với nhau á, với lại có thể tin tưởng nhau được á, cảm thấy không có gì chướng ngại hết, phải không? Giữa đồng tu với nhau cũng vậy, mà giữa chị hai với đồng tu cũng vậy, chị hai là đại đồng tu mà. Đài Loan nó kêu chị hai là đại đồng tu á, nó kêu đủ tiếng đủ thứ hết. Nhiều khi nó kêu à Hải nữa, thấy không? Tại âm muối âm mèo âm kêu âm muội á, tiếng Tàu nó kêu âm muội, phải không? Nó kêu mình a Hải luôn. Có gì cười dữ vậy? Kêu đủ thứ, kêu ma ma, nhiều người già lộn còn răng rụng móng hết trơn cũng kêu tôi bằng ma ma, kêu tôi bằng má, tôi nói thôi bà mà kêu mình bằng má mình thành bà nội rồi. Tại bà già quá, có nhiều người thành bà cố luôn á. Mà kêu má ơi má, thôi lại má. Con còn trẻ nữa. Hả? Nói gì? Ngồi đằng sau mà vui gì? Ngồi sau mà cũng tốn mấy trăm á. Giờ mới lỗ tai sao còn tốn mấy trăm. Hả? Giờ mấy tờ sợ thất bạc sao là 560, phải không? Mà chưa kể tiền ăn uống này kia, tiền taxi rồi chưa kể ha. Chù cho mấy sợi tóc bạc là mấy cả ngàn. Hả? Còn sao vậy chứ cũng cả ngàn bạc, phải không? Hèn gì mấy người này trả tiền mắc hơn tại dồn được lỗ mũi. Ok là ha. Thôi đi về bên đó ngồi thiền đi hả? Hay sao? Ngồi đây chật quá, nóng này. Ngồi hoài sao được? Ngồi nhiều người ta ghen sao? Thôi kệ đi ha. Thôi ngồi đại đi, ngồi với em sao ngồi thiền được? Được không? Hả? Còn mấy người kia đứng thiền ha? Okay. All right. Let's meditate. Okay. Quan tâm, tà chua, suy chảo. Chị ai biểu tắt đèn, nhắm mắt, ngủ. Mình đến thế giới năm huyền á. Năm huyền, nằm ngủ. Nếu chật quá thì chạy xuống bãi cỏ ngồi, hay là ngồi sau một chút nha. Ngồi chút xíu rồi chị ai. Cái gì à? Vui đã rồi ha, cũng được rồi ha. Ok. Nên cái chuyển vô chi chi quan theo ha. Ở niên ủ chi. I'm going to recite the five names. Supreme Master Ching Hai, vegan, is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. To learn more about her compassionate life and teachings, please visit suprememastertv.com/master.